À, xin chào anh em, hôm nay nhận con Vivo i15a nha. Con này thì thêm màn hình nha anh em. Màn hình xài lên bình thường nhưng mà xài một tí là nó sập. Nói chung là nó bị mờ. Nó mờ màng nha anh em. Nên là buộc phải thay mới ha. Tiến hành mình xử lý con máy này luôn. Thì anh em có nhu cầu thay thế màn hình hay ép kính gì thì cứ alo nha. Bên mình chuyên nhận thay thế sửa chữa khuôn dòng máy nha. Thay màn hình ép kính, thay pin các kiểu ha. Màn này thì nó nói chung là i20, i15a, 15s thì xài chung hết nha anh em. Này chắc cố yếu rồi, nó hay bị sọc. Rồi, tiến hành mình thay một màn mới luôn. Màn mới thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi anh em. Ok, thì tiến hành vệ sinh sạch sẽ khuôn viên và test màn nha anh em. Mình sẽ test cái màn mới thôi nha anh em. Ok, mà mới lên đẹp nha anh em. Để tiến hành là mình sẽ dán cường lực và bắt đầu vô keo là xong nha anh em. Dán keo anh em. Màng mới dán lực xong nha. Ok, clip này xin tạm dừng tại đây. Hãy chào anh em nha. Hẹn anh em vào những clip thêm màn hình sửa chữa tiếp theo nha.